Chùa Tà Bạ, còn gọi là chùa núi hay chùa Chư Nưm theo tiếng Khmer, được xây dựng trên ngọn đồi Tà Bạ, nằm ở độ cao 45m so với mặt đất. Ở đây vừa yên tĩnh vừa có cảnh đẹp. Chùa có kiến trúc Khmer đặc trưng, đẹp từng chi tiết. Vào cuối tháng 7 năm 2019, thì chùa Tà Bạ đã khởi công xây dựng cầu thang dẫn lên chùa. Hiện tại mình thấy cơ bản đã xong cái phần khung rồi, nhưng nhịp ở trên cùng thì chưa xong, nên chưa có thể đi cầu thang lên chùa được. Cầu thang dẫn lên chùa Tà Bạ này do chùa và Phật tử của chùa đứng ra xây dựng. Bà con nào có lòng hảo tâm đóng góp tiền hay xi măng, vật liệu xây dựng thì cứ lên chùa gặp sư nha. Khi cầu thang dẫn này xong thì vậy là mình có hai đường lộ bộ lên chùa. Ngoài cầu thang này thì còn một con đường bộ cũ nữa, ở hướng đi vào hồ Sò Chác. Do chỗ đường bộ cũ này không có chỗ ghế xe nên mình cũng chưa đi thử lần nào luôn. Khi đi lên tới chùa là ra chỗ này nè. Có rất là nhiều bạn đi tri tôn bị chị Google lừa chạy xe lên chùa Tà Bạ bằng con đường bộ này nè. Chạy lên tới đây là dốc dựng đứng, với lại cuối con đường này là những cái bậc thang, rất là nhiều bạn bị té luôn. Đây, bậc thang như vậy nè, vì sao chạy lên. Nếu đi nhóm 2-3 người thì phóng xuống khiêng xe lên, còn đi một mình là bó tay luôn. Nếu có dịp đi tri tôn tham quan hồ Tà Bạ thì các bạn đừng nên bỏ qua chùa Tà Bạ nha, cũng gần đó thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Tạm biệt các bạn.